Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý giới tử Phật tử xuất gia nhân duyên. Hôm nay sở dĩ mà tôi đem cái bài học Phát Bồ Đề Tâm Văn ra để nói là bởi vì chúng ta cũng cảm nhận được quý vị là những người đã từng gieo trồng rất nhiều những cái duyên lành. Cho nên ngày hôm nay, dù là còn là một người Phật tử tại gia, nhưng mà cái sự thân cận đối với Đạo Pháp, quý vị đã gieo trồng từ rất lâu rồi. Có thể nói là từ nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên kiếp này sanh ra được làm người đầy đủ ngũ căn và trí hóa thông minh, lại ham học Phật Pháp, ham tu đạo giải thoát, thì như vậy thì đã đến lúc là quý vị cần phải thực hiện những chí nguyện lớn lao của mình, đó là phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát hạnh và đạt thành quả vô thượng Bồ Đề. Vì Đức Phật dạy rằng nếu con người mà chúng ta không dám phát tâm, không thực hành Bồ Tát hạnh, thì dù cho chúng ta có tu tập thế nào, chúng ta có tạo phước lớn như thế nào, thì vẫn còn trầm luân trong bể khổ. Vì vậy cho nên tôi muốn đem cái bài kinh này, là bài văn này, tuy nó ngắn thôi nhưng mà Ngài thực hiện. Một vị tăng còn rất trẻ, Ngài Viên Tịch mới 49 tuổi thôi, nhưng mà Ngài đã cảm xúc được những cái gì mà các vị tổ đức đã để lại. Và khi đảnh lễ từng nơi có xá lời Phật, có giáo pháp, có các bậc cao tăng, thì Ngài đều xúc động, cho nên quyết chí tu hành tinh tấn trong một đời để vãng sanh cực lạc. Cho nên hôm nay tôi xin thưa với quý vị là hôm qua tôi nói bị mới sơ thôi, cái phần đầu đó là 6 cái điều để phát tâm, nhưng mà mình chỉ chọn được 4, phải không? Phát tâm tà, phát tâm chánh, phát tâm ngụy, phát tâm chơn, phát tâm tiểu, phát tâm đại, phát tâm thiên, phát tâm viên. Thì thật sự không có ai mà bước đầu đi tu á đều phát tâm đúng hết đâu, hiểu không? Chỉ trừ một ít thôi, những cái bậc tổ đức của mình căn cơ có lẽ là thuộc về hạng thượng thừa mới như vậy. Còn mình, xin lỗi, tập tễnh đi tu, mặc dù cũng trải qua nhiều kiếp rồi, đã gieo nhiều cái nhân hạnh cầu đạo giải thoát rồi, nhưng mà mình vẫn còn, xin lỗi, trong phạm trù của thế gian. Nhiều vị đi xuất gia, thưa quý vị, mà tôi nói hôm qua đó, có nhiều vị đi tu mà vì trốn tránh cái phận sự ở thế gian mà có thiệt. Rồi cũng như có nhiều người đi tu do một cái cơ duyên nào đó rồi mới được đến chùa. Rồi khi được đến chùa rồi thì thấy trong chùa thanh tịnh, cho nên cũng muốn gá vào đó ở một thời gian thử coi làm sao. Nhưng mà vô rồi thấy vui, vô rồi thấy an lạc, rồi mới phát tâm tu luôn. Rồi cũng có nhiều người hồi nhỏ bệnh tật dữ lắm,
rồi ba mẹ hay là ông bà đem vô chùa ký bán cho Phật, nói xin Phật cho nó hết bệnh rồi cho nó đi tu, có không? À, tôi cũng là một trong trường hợp đó. Hồi nhỏ đau dữ lắm. Đau đến nỗi là ba mẹ đem vô ký bán cho một ông thầy, mà ông thầy đó ông còn trẻ, mà ông là đàn ông làm sao có sữa cho mình bú. Cho nên vì vậy mà rồi cái nói thôi bây giờ gửi cho một bà vải ở trong chùa ở Vĩnh Long á, thì bà vải cũng già rồi làm sao có sữa cho mình bú. Cho nên cuối cùng bà mới ẩm mình đi xin sữa chỗ này xin sữa chỗ kia để nuôi mình qua ngày. Bà ngoại thấy vậy thương quá mới đem về. Thưa quý vị, cho nên khi tôi đi xuất gia, lúc đó năm 14 tuổi, bước vào năm 15, tôi có làm bài thơ bập bẹ như thế này. Ngày đầu Phật xuất gia tôi từ giả, bà ngoại già theo dấu bước theo ra, dõi theo câu, cháu ạ, nán đợi bà, đợi chút nữa bà cùng đi với cháu. Tôi ngoảnh lại dần chân bên hàng dậu, ôn cuộc đời mấy chốc mấy thu qua. 14 năm tình bà cháu đậm đà, tôi khôn lớn không nương cha với mẹ. Tôi chỉ ở với bà khi sơ trẻ, dạy nên người bào nào kẻ nhọc công. Khắc song thân nghe tuổi thở lọt lòng, đau thập tử nhất sanh không kể xiết. Ngoại thay thế sợ mạng tôi phải tuyệt, bà đem về nuôi nấng quyết thành nhân. Nhưng đôi phen cũng suýt chết đôi lần, túng thế quá bà đem tôi khấn Phật. Lại Phật tổ cho cháu tôi sống thật, khi thành nhân tôi hứa Phật nó xuất gia. Vì số coi nó chẳng ở trong nhà, cho nên khắc mẹ khắc cha luôn cả bà ngoại. Rồi từ đó tôi xuất gia, bà an toàn. Mãi hôm nay bà mới để tôi đi. Ngày tôi đi bà chẳng nói được gì, khi cất bước lệ quen mi bà mới thốt: ôi cháu hỏi tình thâm sao nói tột, bởi lời nguyền bà nào nước đặng đâu. Tiễn cháu đi bà bụng xót dạ sầu, nhưng nghĩ lại chắc duyên cầu của cháu. Đó là cái bài thơ tôi viết lúc đi xuất gia. Mà thiệt vậy hồi đó vô chùa chưa biết gì hết đó quý vị. 14 tuổi lớn rồi. Mà giờ bà ngoại nói thôi, bà ngoại có ký bán cho Phật rồi, giờ tôi đi tu đi. Mà quý vị biết không, có một cái nữa vui lắm. Hồi xưa tôi có một ông sư huynh ở trong chùa, ông đi tu trước mình. Mà ông này có cái tài nấu ăn chay ngon lắm. Thành ra bà ngoại dẫn lên chùa. Tôi thích nhất cái ông đó. Bởi vì sáng đi học á, bà ngoại gửi lên chùa đó. Sáng đi học là ông làm cho người tôi bún, mà bỏ mấy cái cuốn chả giò. Mà ông cuốn chả giò làm ngon lắm, hồi xưa mình khoái. Thành ra cũng có thể là mê ăn mà đi tu. Cho nên thưa quý vị, rồi từ khi bắt đầu mình vô tu rồi, lần lần mình lớn lên, mình có ý thức. Thì khi có ý thức rồi, mình mới thấy được quả thật mình là một người tu là hạnh phúc nhất. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy những người anh của tôi, những người chị của tôi không hạnh phúc. Họ hạnh phúc chỉ được một năm thôi, rồi khi có con, có cái, rồi bắt đầu nó xảy ra những chuyện con đau, vợ bệnh, thì nó không còn hạnh phúc, nó không còn tươi đẹp như cái thở ban đầu nữa. Vì vậy biết là khi dụ mình có một đứa con đi, mà đứa con nó sanh ra nó suôn sẻ, nó đẹp đẽ, thì cha mẹ vui không? Hạnh phúc lắm chứ. Nhưng mà lỡ đẻ nó ra một đứa nó handicap, vì có buồn không? Buồn chứ. Cha mẹ mất hết niềm vui. Cho nên tôi thấy cảnh như vậy mà tôi đâm ra tôi nói thôi, như vậy là mình chọn đúng đường rồi. Không thèm đi về nhà nữa, tu luôn 3 năm không về nhà. Chứ hồi đó là nhớ lắm. Đi ra khỏi nhà rồi nhớ nói với bà ngoại: ngoại ơi,
cuối tuần chủ nhật con học á, con về con chạy về con thăm ngoại nha. Mà hồi xưa hòa thượng ở trong chùa khó lắm, hòa thượng nói tu rồi không được về nhà. Thưa quý vị, bởi vì hòa thượng ở cái ái luyến nó trói mình, cho nên cho đó mà hòa thượng muốn mình cắt đứt cái ái luyến nó đi, dù là bà ngoại. Thì nhưng mà nhớ bà ngoại quá, cuối tuần lén lén về, thay vì đi học rồi á chạy xe đạp về chùa thì chạy về nhà thăm bà ngoại một chút. Nhưng mà từ khi hiểu được, ý thức được lời của thầy của mình dạy như vậy thì thầy không về nữa. Suốt 3 năm thì bà ngoại đến chùa thăm mình, thì mình nói thôi cũng được, bà ngoại đến thăm mình cũng tốt. Lúc đó mình nghĩ rằng thôi mình cũng thương bà ngoại mình, bà ngoại cũng mỗi ngày một già yếu, đến chùa thì ít nhất bà ngoại cũng có một miếng bánh, có một cái thúng rau để cúng chùa, tạo được cái duyên lành phước đức cho bà ngoại. Mà thật bà cụ tôi sau này thọ Bồ Tát giới, ăn chay trường luôn. Và cái hình ảnh của bà đó tinh tấn lắm, cho nên chính cái động lực đó đã khiến tôi không có thối chuyện. Vì vậy thưa quý vị, là chúng ta là những người mới phát tâm tu, đừng nghĩ mình là những người hèn, những người không làm được tích sự gì. Dù là chúng ta lớn tuổi, quý vị cứ dũng mãnh phát bồ đề tâm đi, rồi những cái duyên lành nó sẽ đưa chúng ta đến những cái đích mà chúng ta muốn. Phật pháp màu nhiệm lắm quý vị, màu nhiệm lắm. Có nhiều cái cuộc ra đi mà người ta tưởng chừng không thể thực hiện được, nhưng mà rồi người ta vẫn thực hiện được, là nhờ chí nguyện. Thì thấy hình ảnh của Đức Bổn Sư của chúng ta không? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quyết chí lìa gia đình, lìa hoàng tộc, bỏ đi tu. Không biết bao nhiêu gian khổ trong 6 năm đó, và biết bao nhiêu những hình ảnh của ma vương hiện ra để dụ Ngài trở về, mà Ngài vẫn cương quyết. Cho nên cuối cùng đắc thành quả Phật. Và cũng không thiếu gì những vị hòa thượng ngày xưa nhìn thấy một cái cảnh vô thường, phát tâm đi xuất gia, như là hòa thượng Thanh Từ của mình, có gia đình, có con. Thưa quý vị, nhưng rồi xảy ra đột ngột một đứa con mất, ý thức được vô thường, đi xuất gia. Bây giờ trở thành một vị tổ của thiền phái Trúc Lâm ở Việt Nam. Và thưa quý vị, nhiều nhiều lắm. Tổ Hư Vân, quý vị có nghe nói Tổ Hư Vân không? Tổ Hư Vân ở bên Trung Hoa là một vị nổi tiếng, là một thiền sư. Nhưng mà thầy thương nhất Tổ là ở cái chỗ là dù Tổ là một vị thiền sư, nhưng mà Tổ không trình độ. Tổ vẫn nói là thiền ở trong niệm Phật, thiền ở trong trì chú. Bởi vì tất cả các pháp môn Phật nói ra đều có công năng đưa con người đến chỗ giải thoát. Vì vậy mà Ngài nói rằng Ngài tu thiền, nhưng mà nếu quý vị niệm Phật thì hãy thiền trong niệm Phật, chăm chú trong niệm Phật đi, thì niệm Phật vẫn đưa quý vị đến giải thoát. Thì Tổ Hư Vân, con của một vị quan ở trong triều đình, lớn lên cha mẹ muốn ông học để ra làm quan, nhưng mà không, ông không muốn làm quan. Từ thời nhỏ đã có chí xuất gia. Rồi quý vị biết á, cha mất đi, bà kế mẫu cũng tiếp tục theo cái di chúc của cha là bắt đứa con phải trở về. Ông ở tu ở xứ nào thì ông cũng cho lính thì đến để bắt đem về. Gian khổ như vậy đó mà không thối chí. Rồi có một điều này nữa, là quý vị biết bà kế mẫu đó nói theo di chúc của cha bắt ông phải cưới vợ, cưới cho một bà mà có gặp mặt ông đâu, nhưng mà người Hoa đó ngộ lắm, cứ cưới đem về ở đó rồi tìm cách dụ ông trở về. Nhưng mà ông không có về, ông đi biển biệt. Thì cái bà vợ đó vẫn ở trong nhà để nuôi bà kế mẫu. Rồi cái ông chú cũng không có con,
tức là em của cha mình cũng có con. Ông chú cũng di chúc lại là bắt cái ông này phải cưới vợ để thế chú có được đứa con, thằng nó cưới thêm bà nữa. Trời đất ơi, tôi thấy sao nó ngộ nghĩnh. Thành ra cưới hai bà về ở chung. Ông là thì bắt con mình phải cưới để mà nối gia phong cho cha, một ông là cưới để nối gia phong cho chú. Hai bà đó ở nhà trong ngóng miết không thấy ngài trở về. Ngài biền biệt Sơn Khê, đi hết núi này qua núi nọ tu. Quý vị, cuối cùng rồi hai bà đợi mãi không thấy về, cho nên do đó mới viết một bài thơ để lại và đi xuất gia trở thành hai vị tỳ kheo ni. Quý vị thấy không? Rồi ngài Hòa Thượng Liên Trì, Tổ Liên Trì, hồi xưa cũng vậy, cái tục lệ ông bà mình, nhất là những gia đình khá giả, những gia đình mà xin lỗi có thân thế đó, thường thường là rất cần con cái nối dõi. Cho nên Tổ Liên Trì cũng là một trong những người bị ép buộc cưới vợ. Giờ không cưới sao được, cha mà ra lệnh, thành ra con mà không nghe là phạm tội bất hiếu nặng lắm. Cho nên do đó ông nghe. Nhưng mà khi cưới người vợ về ở nhà rồi thì thưa quý vị biết sao, ông coi người vợ mình như là người bạn, hàng ngày ngồi uống trà tâm sự với nhau giống như hơi hai người bạn đồng tu. Và tâm sự miết thì thật sự ra bà là một người phụ nữ thuần thục, chỉ biết nghe theo lời cha mẹ. Là khi lập gia đình rồi thì phải hầu chồng, thì hầu Hòa Thượng Liên Trì, hầu ngài, nhưng mà ngài lại không muốn là vợ chồng phàm tục, muốn biến vợ mình thành một người tu. Cho nên đã truyền trao những cái gì mà ngài muốn nói đó cho vợ, nói miết thôi. Nhưng mà tới một hôm đó, ngài có viết ở cho vợ rồi bỏ đi tu. Cái bài đó tôi xin đọc quý vị nghe. Ông viết rồi ông đi luôn. Dạ. Sau đó bà vợ cũng đi xuất gia trở thành một tỳ kheo ni. Nàng thấy chăng, cô gái xóm đông khỏe như hổ, mang thai nặng nhọc không than khổ. Tối qua còn đứng cổng lại, sáng nay đã ra người thiệt khổ. Lại thấy chăng, chàng trai xóm tây mạnh như rồng, ăn uống no rồi say giấc nồng, hồn đi mãi miết không về lại, sáng ra chỉ còn cái xác không. Người trước mắt còn thế ấy, bao người phương khác cũng như vậy. Rảnh suy tính lại kẻ thân quen, năm tháng qua rồi còn lại mấy, vậy mới tin thơ Chu Hy có lời rằng: lời lời chân thật chẳng sai chi, hôm qua đầu đường còn cưỡi ngựa, sáng nay quan quách đã liệm thi. Người thông tuệ chớ ngủ mê, người khác đã vậy mình cũng vậy. Thỏ chết chồn còn biết rơi lệ, mình chết không thương sao quá tệ. Rồi biết đâu vào bụng lừa ở thai ngựa, địa ngục khổ não nói sao vừa. Muốn thân người lại như nay, khó hơn đáy biển mò kim nữa. Tôi viết ra lời thiết tha, mỗi lời lệ máu mỗi tuôn ra, tình nghĩa một đời vài câu nhắn, xin nàng quyết định kẻo muộn mà. Đó là cái bài thơ anh đã làm. Cái người vợ nhận được bài thơ này thì biết chồng mình đã cương quyết ra đi rồi, không còn ở lại được nữa. Cho nên nàng mới nói với gia đình là nàng đã xong bổn phận làm vợ, cho nên xin cho nàng đi xuất gia. Và nàng cũng trở thành một vị tỳ kheo ni. Thưa quý vị, cho nên tôi biết mỗi năm trong đạo tràng tu xuất gia gieo duyên là
lại có một vài người đi xuất gia thiệt, đi xuất gia luôn á, thấy không? Và cho nên nghĩ mà thấy lời Phật dạy đúng. Bởi vì con người không gieo duyên, con người không phát tâm thì không thể thành tựu được một việc gì, có phải không quý vị? Cho nên do đó hôm nay tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta là những người có duyên lành từ nhiều đời nhiều kiếp, thì cái duyên lành này đừng để nó trôi qua oan uổng. Một khi mất cái duyên lành rồi, chúng ta muốn có khó lắm quý vị. Như hôm qua tôi có kể câu chuyện cho quý vị nghe về ngài Khuy Cơ. Ngài Khuy Cơ là một vị thiền sư Ấn Độ đó, có tu chứng. Vậy mà khi ngài Trần Huyền Trang thỉnh ông đó tái sinh trở lại trong hoàng cung, thì ông trở lại sanh làm con của một ông quan. Bởi vì cái phước của mỗi người tu đó, cái phước làm con vua mới được làm vua, cái phước mà chưa đủ làm con vua thì làm quan thôi, con quan thôi. Thì ông cũng có phước đủ để làm con quan sung sướng một đời. Thành ra sống trong nhung lụa giàu sang như vậy đó, thì thưa vị, quên mất đi cái đường tu của mình. Mãi Trần tạo điều kiện để cho ông phải chấp nhận đi tu thì ông mới đi tu. Là bởi vì sao? Bởi vì ông viết ra những cái loại binh thư sách lược, chỉ nghe một biết mười, và các vị vua, các vị cận thần khi nói ra những điều gì là ông ghi chép lại và suy nghĩ viết thành những cái bài binh thư đặc biệt, thì mọi người đều khen. Nhưng mà ngài Trần Huyền Trang có một người đệ tử rất thông minh, nhớ dai vô cùng, cho ông dẫn về từ Ấn Độ, cho ông xong rồi xếp sách lại, ông mới nói: ôi cái này là sách của cổ xưa. Ông cha giận quá tức, nói: đứa con mình nó mới còn con nít mà nó lừa dối mình, nó gạt mình, cho nên mình đem đi chấm đầu. Tướng mà quý vị, hồi xưa cái ông tướng ghê lắm, con mà phạm cũng giết. Thì lúc đó ngài Trần Huyền Trang mới lấy cơ hội đó thôi. Bởi vì cái ông mà thần đồng tiểu đồng của ngài Huyền Trang đọc vinh vách lại, khi nghe đọc một lần rồi đọc vinh vách lại, thì ngài Huyền Trang mới nói: đây là cái bản của cổ xưa. Thành ra cha mới giận lên, thì ông mới có cơ hội đem ông này đi tu. Thì ông này lúc đi tu buồn lắm, cha giận cha tức cha nói như vậy đó, nhưng mình quen sung sướng rồi, bây giờ bỏ đi tu làm sao. Thành ra ông nói: nếu mà cha bắt con đi tu, con phải xin ba điều. Ông nói: muốn ba điều gì? Ông nói: thứ nhất là phải cho con chở một xe vàng bạc để tiêu xài suốt cuộc đời đó. Thứ hai là chở một xe sách vở. Nghĩa là ông ham học lắm, chở một xe đầy sách vở để ông vô chùa rồi ông đọc. Và thứ ba, cho con một xe chở những 10 mỹ nữ vô trong chùa để hầu con. Trời đất, đòi ác ôn như vậy đó. Mà quý vị biết không, ngài Trần Huyền Trang á, ngài nói được không sao. Ngài nói được không sao, vì ngài biết cái cốt của cái ông này là một ông thiền sư. Cho nên ông vô chùa nghe tiếng chiên tiếng trống là tự nhiên ông bừng tỉnh à, thành ra không sao hết trơn á. Vậy mà cha cho đi tu. Mà đi tới cổng cái ngôi chùa, hai bên những hàng tu sĩ đón chào như là một vị cao tăng đó. Rồi hồi xưa bên Trung Hoa đâu có cái đại hồng chung đâu, nhưng mà có cái chiên á, cái chiên á khỏ lên keng keng rồi cốc cốc rồi vậy đó, ở trong chùa đó. Mà ông nghe rồi cái tự nhiên ông tỉnh. Ông tỉnh xong quay ra ông nói: thôi ta hiểu rồi, thôi các xe này đi về lại đi. Rồi vô ở chùa tu luôn, sau này trở thành người đệ tử đắc pháp của ngài Trần Huyền Trang. Ông đã để lại rất nhiều pháp phẩm. Người ta gọi ngài là hòa thượng ba xe. Đi tu rồi còn chết cái danh đó đó, thấy không? Vô tu rồi sau này tới chứng quả rồi vẫn còn bị chết cái danh là hòa thượng ba xe. Thành ra quý vị nhớ nha, đi tu mà đi tu đó mình có cái tật gì đó, có chừng người ta gọi cái tật đó đó.
Hồi xưa ông thầy đó, ông đi tu, mà hồi trước khi ông đi tu ông bán bánh canh, sau nó ông thầy bánh canh chết nhất rồi. Thôi mà không sao, nhờ bánh canh đó ông bán được, rồi có mấy thầy tới mua ăn đó, rồi cái rồi ông được mấy thầy điểm đạo mà ông mới phát tâm xuất gia, phải không quý vị? Cho nên nhờ bánh canh mà được ngộ đạo thì cũng tốt thôi. Cho nên thưa quý vị, trên con đường tu của mình đừng có ngại. Ngày hôm qua thầy nói là có một vài vị công an của chùa cái thầy ông nói quý vị vô để mà theo dõi các thầy có làm gì sai không, có làm những cái chuyện chưa chấp chủ không, vô theo á tu không đâu có làm gì đâu. Nên quý thầy đã cứu được mấy vị đó, đã cứu được các thầy khỏi bị hàm quan. Có một vài bị nghi ngờ là Việt Minh, là Việt Cộng, rồi định đem đi thủ tiêu đó, nhưng mà thầy đó đã cứu. Cho nên khi họ đi tu rồi, họ thấy những cái hình ảnh, họ thấy được sự thật rồi, họ sẽ không bao giờ làm những chuyện sai. Cho nên do đó mà biến những người đó trở thành những người tu chân chính. Thành ra thưa với quý vị là không có ai mà bước vào cửa chùa mà đều hoàn bị hết, đều là những người nghe là xin lỗi hoàn hảo hết. Thành ra mình đến với chùa trong một cái điều kiện nào đó gọi là nhân duyên đưa đẩy. Cho nên hồi xưa nói rằng cửa chùa là cửa gì? Không môn, phải không quý vị? Không môn. Không môn nghĩa là sao? Vô chùa vô đạo không có chuyện có cửa, phải không? Được thầy chả giò này nè, cho nên mới vô chùa. Rồi quý vị, có nhiều khi có một người mẹ mất, một người cha mất mới vào cửa chùa, phải không? Trước đó đâu có biết gì đâu. Rồi có những anh chàng vợ bỏ không vô chùa, rồi xong đi tu luôn. Nói đây không phải thầy nói riêng ai nha, đừng có buồn. Thật sự ra nó có nhiều lý do lắm, có nhiều người cũng vậy đó. Chồng đánh đập một cách tàn nhẫn, vậy mà không thôi được. Quý biết không, cái nghiệp nó như vậy đó. Có một người nghiệp nặng đó, đến xin xuất gia với thầy mà mặt mày thôi bầm tím hết. Hỏi sao về chồng đánh. Quý vị thử tưởng tượng ở xứ Canada mà chồng đánh như vậy mà không dám thưa, không dám gọi cảnh sát quý vị. Tội nghiệp ổng bị ở tù. Quý vị thấy không? Thành ra như vậy là cái gì? Cái đó là cái nghiệp đó, cái nghiệp ái đó. Thương chồng đi, cho nên chồng đánh bầm dập vậy đó, mà rồi cũng không nỡ đi kêu cảnh sát. Thậm chí mấy đứa nhỏ con nó tức cho mẹ nó quá, nó gọi cảnh sát. Cảnh sát chạy tới trói tay ông lại. Bà nói không, 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 hai vợ chồng tụi tôi giỡn thôi chứ không sao hết á. Rồi cảnh sát về. Sao rồi đi tu. Thưa vị, cái nghiệp duyên hết rồi đi tu đó. Quý vị biết không, cái khi mà lên chùa rồi thầy Pháp Hòa khuyên thôi thì bây giờ cô ráng sám hối đi. Cái nghiệp ái của cô nặng lắm, và cộng vào đó đó đời trước nợ nần ổng nhiều cho nên phải trả. Thành ra khuyên cổ sám hối dược sư nè, sám hối thủy sám, nói chung là những cái bài sám hối là cho cổ sám hối hết. Rồi trì thì trì chú chuẩn đề, niệm Phật A Di Đà, nghe là bài đủ thứ thuốc, thuốc gì cho cô uống được cô uống để mà sao cho nó hết nghiệp. Hồi đó mình đâu có biết gì đâu, thật sự ra mình cũng chưa kinh nghiệm vấn đề mà hoằn pháp lợi sinh. Thành ra bây giờ mình thấy có cái thuốc gì mà mình nghĩ có thể giúp cho người đó tiêu trừ nghiệp chướng, cho thì cô về cô tin, cô sám hối rồi cô trì, thì tự nhiên cái một năm sau cái ông xã nói bà đời trước thiếu nợ tôi cho nên kiếp này tôi lên đòi bà, nhưng bữa nay tôi thấy thôi đòi bao nhiêu đủ rồi, bây giờ tôi không ở với bà nữa, tôi đi về Việt Nam luôn, bà làm sao bà gom cho tôi được 50.000 đi, tôi đi về luôn. Trời ơi, trước khi đi về Việt Nam ở luôn đòi phải được 50.000 thì cô vẫn tội nghiệp lắm, đi làm kia cỏm đồng tiền nào có 5-7 ngàn là ông lấy về Việt Nam rồi, lấy lần trước đó rồi, bây giờ cái lần đi cuối cùng đòi 50 ngàn đó. Mà bà thì không biết là ông đòi lần này có phải lần cuối không. Thành ra
cũng khổ. Nhưng mà giờ ông mà đòi mà không nghe ông là ông đứng nữa, mặt mày bầm nữa. Cho nên cuối cùng nó thôi được rồi, thôi được rồi, ông để tôi tính. Rồi ông đi tới nói đứa con này, đứa con kia, đứa con nọ, ba mày như vậy đó, ông đòi như vậy đó, mà nếu tụi con có được thì thôi, mượn tiền cho ông đi về, để ông nói là ông từ giả mẹ lần cuối rồi. Thiệt nó gom lại được 50,000 đưa cho ông. Ông về Việt Nam 3 tháng sau chết quý vị. À, 3 tháng sau chết. Thì khi chết rồi đó, hình như cái tiền đó ông đòi lần cuối đó. À, nhưng mà mấy đứa con có mua bảo hiểm nhân thọ cho ông á, cũng đúng 50,000. Thành ra mấy đứa con nó lấy lại. Cho nên thưa quý vị, ở đời nó nhân quả rõ ràng. Thành ra vì vậy quý vị phải tin nhân quả. Nếu mà mình ý thức được cái cuộc đời đau khổ ở trong cái bể ái trầm luân này, thì chúng ta phải phát nguyện từ từ đi. Hiểu không? Còn trong tại gia cũng nên phát nguyện. Những cái gì mình trả bớt nợ trả đi. Hiểu không? Thì nó mới nhẹ gánh ra đi chứ. Còn mình còn nợ chồng chất thì làm sao đi được. Đó. Thành ra cái cô đó đó, sau khi trả xong 50,000 rồi, còn lấy lại để trả cho các con. Đủ 50,000 rồi thì cô đi tu luôn, xuất gia luôn. Từ đó rồi cô ý thức rất sâu và nguyện tinh tấn một đời, không có đoái hoài đến cái vấn đề tình ái lăng nhăng gì nữa hết. Thành ra cuộc đời này, thưa quý vị, tôi thấy rằng nếu con người mình ý thức nhân quả trong nhiều đời nhiều kiếp, sở dĩ mình bị nạn, sở dĩ mình bị trói buộc là từ cái nghiệp ái mà ra. Bây giờ cho nên Phật mới nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, Thế Tôn thành đạo dĩ, tác thị tư duy, ly dục tịch tịnh, thị tối vi thắng, trụ đại thiền định, hàng chư ma đạo. Ly dục tịch tịnh thì mới gọi là đắc quả giải thoát. Còn nếu còn một chút dục là người đó vẫn còn đau khổ và trầm luân. Dù có làm phước cỡ nào, cái phước đó cũng rất tạm bợ, thưa quý vị. Cho nên Phật nói trong tất cả phước đức, trong tất cả công đức, không có phước đức và công đức nào lớn hơn công đức và phước đức của một người xuất gia. Đó, thành thử cho nên, thưa quý vị, Đức Phật đã bỏ ngai vàng, đã bỏ địa ngục, vợ đẹp con ngoan, đi xuất gia là vì Ngài thấy được điều đó. Thành thử cho nên hôm nay Ngài thương chúng sanh, mà Ngài ra đời để chỉ cho chúng sanh thấy được điều đó. Mà chúng ta là những người hữu duyên, quý vị, hữu duyên gặp Phật Pháp như bảo bối cầm tay đó, thì đừng có buông nha, đừng có bỏ nha. Thầy có một bài hát, hát cho vui. Trong vũ trụ ba la, ai đếm hết, bỗng thấy mình bé nhỏ, tựa hạt bụi trần xa. Trong thế gian vạn loài, riêng thế giới con người, lòng già sâu hơn biển, khó đo lường người ơi. Đo lường được không? Phải không? Dò dò biển dễ dò, có ai mà lấy thước mà đo lòng người, phải không quý vị? Không thể nào dò được. Phải không? Cho nên, nhưng thật may mắn thay, sanh ra được làm người hữu duyên gặp Phật Pháp như bảo bối cầm tay. Bài kệ Hoa Nghiêm Kinh Phật chỉ dạy cho mình, ba đời chư Phật nói, các pháp từ không sinh. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nói năng hay hành động, với tâm niệm bất tịnh, khổ não liền theo sau, như bóng chẳng rời hình. Mình khởi lên cái tâm niệm ái luyến, mình lỡ khởi lên cái tâm niệm tham chấp, mình khởi lên tâm niệm sân hận, mình khởi lên tâm niệm si mê, thì cái đó nó sẽ trói mình vào trong khổ não. Có phải gì không quý vị? Bởi vì tâm mà dẫn đầu các pháp, tâm dẫn mình đi,
à, rồi tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nói năng hay hành động với tâm niệm thanh tịnh giải thoát thì an lạc liền theo sau như bóng chẳng rời hình. Hỡi các bạn mình ơi, thế gian thì trăm lối, ôi chao ngàn vạn lối, Atula có, ngạ quỷ có, địa ngục có, ngàn đủ thứ hết phải không quý vị? Tịnh độ chỉ có một đường thôi. Trở về sống chánh niệm là thấy đường đi rồi. Chúng ta khi mà thấy đường rồi thì chúng ta thấy sao? Thực hành bát chánh đạo thì tịnh độ hiện bày ngay. Hiện bài ngay nơi đây chứ không đâu hết á. Tức là phải thực hiện hành chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là điều mà Đức Phật nói. Nếu mình thực hành được bát chánh đạo đó là mình sẽ đạt đạo. Mà đạt đạo là sao? An vui là tịnh độ. Tịnh độ chính là nơi đây chứ không còn ở đâu nữa hết. Thành ra vì vậy hôm nay tôi xin nói với những người xuất gia, tôi coi quý vị là sư em đó. Thấy không? Nói theo thiền sư Nhất Hạnh là người đi tu trước sư anh. Người sư cô đi tu trước sư chị, phải không? Còn quý vị sư em. Thì mấy sư em phải ráng. Dù có 10 ngày nhưng mà quý vị đang gieo những cái hạt giống chắc. Những hạt giống này sẽ đưa quý vị đến giải thoát. Vì sao? Vì trong kinh Bát Quan Trai Giới thôi, Đức Phật đã nói người tu Bát Quan Trai Giới dù có một ngày một đêm mà công đức đó có thể đưa mình đến quả vị giải thoát. Đó là câu chuyện một anh chàng ngày xưa là một công tử giàu có, ông trong cái thành Tỳ Xá Ly. Ông ta giàu quá, cha mẹ mất sớm để lại một gia sản kết xù, cho nên hàng ngày chỉ biết ăn nhậu rồi đàn ca sướng hát hưởng thụ. Thì cái người mà ta nói gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những cái người mà công tử ăn chơi là lại thích kết bạn với anh. Thì nói vì vậy mà trong nhà anh lúc nào cũng dập dìu những người tài tử gia nhân đi vào đó để ăn chơi. Phật đi ngang thấy được cái anh chàng này còn 7 ngày nữa chết. Nhưng mà trong tiền kiếp anh đã từng có gặp Phật, anh đã từng có nghe Pháp, và anh đã từng cúng dường trai tăng, tức là gieo trồng hạt giống với Tam Bảo. Nhưng mà vì kiếp này giàu quá ha, quên tu quý vị ơi. Cho nên giàu nhiều khi đó là tai họa đó nha. Giàu quá quên tu ha. Thì anh này năng chơi như vậy đó, thì Phật biết chỉ còn 7 ngày nữa chết thôi. Phật mới sai A Nan nói thôi con đi vô đó, ngôi nhà đó, cái biệt thự đó, và nói với anh chàng ở trong ngôi biệt thự đó là Như Lai chuyển một thông điệp đến cho ông hay rằng ông chỉ còn 7 ngày nữa thôi là chết, cho nên kiếp kiếp quay về tu Bát Quan Trai. Thì A Nan đi vô, ông này mặc dù ăn chơi nhưng mà cái hạt giống kính trọng Tam Bảo vẫn còn. Cho nên thấy A Nan bước vô, ông cũng ra ông chào, xong rồi mời lên ngồi một cái ghế cao để mời ông thuyết giảng. A Nan nói không, tôi đến đây chỉ muốn mang một thông điệp của Đức Thế Tôn đến cho ông thôi, đó là cho ông biết ông chỉ còn 7 ngày nữa thôi là ông chết. Cho nên ông chết sẽ bị đọa lạc khổ đau. Vì vậy mà ông hãy kiếp kiếp quay trở về tu hành Bát Quan Trai, phục hồi lại phước đức, công đức, và nên phát tâm thanh tịnh, cầu giải thoát. Đức Phật gửi thông điệp đó đến cho ông. Ông nghe cái ông hốt hoảng, mồ hôi hột nó tuôn ra, giật mình đó, tuôn ra mồ hôi hột. Nhưng mà rồi A Nan đi ra, ông cũng chào tiễn A Nan đi ra rồi. Thì hết người bạn này, hết cô bạn kia, chị bạn nọ tới nói không, 7 ngày còn lâu lắm, thôi chơi bữa nữa đi. Thì là tiếp tục đàn ca sướng hát ăn nhậu nữa quý vị, suốt một ngày đó.
suốt đêm hôm đó. Nó sáng lại là sáng lại rồi, chưa kịp mở mắt tỉnh hồn nữa là người ta tới gõ cửa mời ra tiếp tục cuộc vui. Quên cho tới chiều tối ông nói chết rồi, hai ngày rồi. Nó không, chưa sao, còn tới 5 ngày nữa. Rồi là tiếp tục sau một đêm mệt mỏi ngủ vui đó rồi, sáng hôm sau mở mắt ra cũng bị cùa rủ tiếp tục chơi. Chơi cho tới ngày thứ 6 hoảng hồn, chỉ còn một ngày. Lúc bấy giờ ông nói không, dứt khoát không, 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 không. Để cho ông trở về tịnh tu, chỉ có một ngày thôi, bác quan trai giới. Vậy mà được phục hồi lại phước đức trí huệ đời trước đã gieo trồng đó quý vị. Cho nên những hạt giống mình gieo trồng không có mất đâu quý vị. Quý vị thọ bát quan trai trong đời trước rồi, cho nên bây giờ quý vị mới được xuất gia gieo duyên đó. Mà xuất gia gieo duyên một ngày này đó, trong cái kiếp này đó, mà lỡ kiếp sau giàu có sung sướng rồi quên thì tự nhiên cũng có người nhắc đó, để quý vị đi tu trở lại. Không mà thật vậy. Cho nên mình gieo cái nhân lành với Tam Bảo thì Tam Bảo mới nhắc nhở mình, có phải vậy không? Phật nhắc nhở, trong giáo pháp nhắc nhở, hoặc là tăng nhắc nhở. Vì vậy mình phải nhớ ơn Tam Bảo. Quý vị ơi, nói tới đây mình phải cảm xúc. Có nhiều bậc cổ đức, có nhiều bậc hiền thánh tăng, họ đã làm những việc phi thường để đem đạo pháp đến với chúng ta. Hồi xưa quý vị biết một cuốn kinh mà đem ra khỏi nước Ấn Độ là không phải chuyện dễ đâu. Tôi nghe nói có những vị tổ của mình phải mổ thịt ra, và cái kinh hồi xưa được chép trong miếng vải đó, chép ở trong miếng vải đó rồi xong được cuốn lại, mổ cái bắp đùi ra rồi nhét vào trong đó rồi mai lại đi qua biên giới. Ta có hỏi nó là bị thương tích thì người ta mới cho qua, rồi qua đó rồi mới đem ra rồi mới viết lại. Kinh kệ đem qua khó khăn như vậy đó. Vậy mà bây giờ tại sao chúng ta có cơ hội, trời ơi, cơ hội bây giờ là cơ hội ngàn vàng, mà thật sự ra một cái cơ hội phước đức lớn lao vô cùng. Hồi xưa tôi đi tu hồi còn nhỏ đó, rờ tới cuốn kinh ông sư huynh nói ha, đừng có rờ, tại vì mình đâu có đọc được chữ Hán đâu, rờ. Đủ biết khó khăn cỡ nào rồi. Chỉ những vị mà là học giả, những vị giỏi chữ Hán mới được lấy ra để mà xem. Mình con chú tiểu nhỏ nhỏ là không được rờ tới đâu. Kinh để thờ trên cái tủ á. Mà bây giờ quý vị thấy kinh sách tràn ngập, hình như là quý vị muốn có kinh nào cũng có đó. Mà đặc biệt trên website nữa. Đạo Phật ngày nay, website Quảng Đức. Những website đó quý vị vô muốn tìm bất cứ một loại kinh nào cũng có. Mà thậm chí bây giờ á, nếu quý vị có lười biếng nữa thì cũng mở, trong đó nó có MP3 để nghe luôn. Sướng vậy đó. Rồi tụng kinh có thầy tụng kinh sẵn cho mình nghe luôn nữa. Sướng vậy. Cho nên giờ thời đại này nó tu sướng như vậy mà không tu nữa thì đợi chừng nào quý vị, phải không? Cho nên hồi xưa nó có nhiều vị khổ lắm. Cho nên nhớ đến ơn Phật, mình phải nói ngài thương chúng sinh đến cái mức là mà hy sinh nhiều đời nhiều kiếp để làm chi? Để tạo duyên lành cho mình đi lên trên con đường Phật Pháp. Có kể một câu chuyện ở trong kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Duyên Sinh, là quý vị biết không, hồi xưa trong tiền kiếp Đức Phật làm một thái tử bố thí thân mạng cho cọp đói ăn, nhớ không? Nhớ không? Có câu chuyện trong tích nói về lược sử Đức Phật mà bố thí thân mạng trong nhiều đời lắm. Ngài bố thí thân mạng, rồi ngài bố thí con mắt, ngài bố thí tài sản thì cái chuyện nó thường rồi, cái ngoại tài thì bố thí thì thường rồi, nhưng mà nội tài mới quan trọng. Mà ngài bố thí cả nội tài, thí thân mạng cho con cọp đói đó ăn, độ nó, cho nó ăn để chi? Nó mắc nợ, nó mắc nợ đầu thai nó lên gặp mình nữa đó. Rồi thưa quý vị, gặp tới cái kiếp mà sau cùng khi Đức Phật thành Phật rồi đó, ba mẹ con sanh lên làm người mà nghèo đói dữ lắm, đến đổi là hai đứa con tham tối ngày nó đi trộm đi cắp thôi. Thì bữa đó nó đi ngang tỉnh Xá Phật, bà Mạc Lợi
hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc được người ta khiêng kiệu đó đưa đến tỉnh xá để vào nghe pháp. Thì bốn ông khiêng kiệu ngồi bên ngoài đợi, nó ngủ quên. Hai thằng nhỏ lén ăn cắp một viên ngọc. Thì vừa ăn cắp xong thì bị bốn người này thức giấc chụp bắt lại, đợi cho bà hoàng hậu ra, lính mới thưa lên là đem ra tử hình. Vì lúc đó tội ăn cắp, mà nhất là ăn cắp của vua nữa, bị tử hình. Thì cũng duyên lành làm sao, Đức Phật từ trong tịnh xá đi ra, thấy cảnh như vậy, Phật mới ngăn lại. Phật nói thôi khoan, cho Như Lai sinh, để Như Lai dạy cho nó một bài học. Và khi dạy cho nó một bài học, từ đó nó mới biết ý thức tu hành, và mạng kiếp đó nó không còn tái sinh làm một cái người phàm phu nữa. Quý vị thấy không? Thương từ lúc nó là con cọp đói, con cọp con đói, con cọp mẹ đói, cho đến cái kiếp này làm người nghèo hèn như vậy mà Phật cũng độ. Mà không đâu, Phật đã thị hiện vô lượng vô số những Bồ Tát chung quanh mình để độ mình đó quý vị. Thành ra trong gia đình mình, trong dòng họ mình mà một người nào biết tu đó là Bồ Tát đó, đã dìu dắt gia đình đó, thấy không? Thành ra trong kinh mới có câu là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương, phải không? Một cái vườn cây mà nó có một cái bông hoa thơm thôi là thơm cả khu vườn. Gia đình của mình mà có một người biết đi tu là một cái phước đó, hiểu không? Thành ra hồi xưa thầy Pháp Hòa này đòi đi tu cũng chăm lắm mà. Hồi đó đó thầy mới qua là ông tới gặp thầy rồi, còn nhỏ xíu à, mà ông theo nhóm mà mấy ông già 70-80 tuổi, 70-80 tuổi để thỉnh thầy về tỉnh xá, tức là về niệm Phật đường, cho mấy tỉnh xá về niệm Phật đường. Thì sao thế, con chú nhỏ xíu đứng ở sau, thầy mới hỏi ai đó. Ông thầy đó, ông cốt cách ông thầy đó, mấy Phật tử nói đó, ông đi chùa mỗi ngày, mà lúc đó có cái chùa Phật Quang ở sau xa. Ông vô chùa, ông có cái tài kể chuyện hay lắm, tôi biết rồi. Ông kể chuyện là mấy bà già là khoái lắm, cho nên mấy bà già ở chùa Phật Quang khen ông, kêu ông là ông thầy đó, cho nên đi theo tới để đảnh lễ thỉnh thầy về tỉnh xá, về niệm Phật đường. Vậy mà khi mà thầy xin ông đi xuất gia đó, khó vô cùng. Lúc đó ba mẹ thương con quá, có hai con trai, ông là một người em trai nữa, danh rất là dễ thương. Thì làm sao bây giờ, thầy đâu có biết nói làm sao bây giờ. Nói con về con xin ba mẹ đi tu đi. Nói con đâu có dám, con nói một cái là mẹ con la. Ba con ít nói nhưng mà mẹ con la, không dám nói. Đó, rồi cuối cùng rồi cái mấy người bạn làm chung với ba nè, mấy người bạn làm chung với mẹ nè, rồi cũng động viên nói mà cũng chưa được. Phải nói cái điều này nhờ đến một người cô ở bên Hoa Kỳ đó. Chắc hình như cô bữa nay, cô ấy Dường có mặt ở đây. Nhờ một cái người quen, đệ tử của thầy luôn, người tại gia mà thích thầy Pháp Hòa lắm. Ông mới nói để con nói cho, con quen với người cô của ông thầy Pháp Hòa, con thân lắm, chị em thân lắm. Thì ông đó mới phồn qua nói chuyện với người cô, xin người cô động viên cho ba của chú, cho chú đi xuất gia đi, động viên cho mẹ của chú đi. Chắc người cô nói làm sao nó không biết, cái sau đó cái ông cho. Ngộ. Nhưng mà nó có cái điều nữa là, thầy xin thưa với quý vị, cũng cái duyên á. Cái hôm đó không biết tự nhiên sao á, mỗi lần thì ông đi hớt tóc ở ngoài có sao đâu. Tự nhiên bữa đó cái về nó thôi xin thầy hớt tóc cho con. Thầy ngạc nhiên, thầy nói thôi thì để thầy lấy cái lược ra thầy hớt tóc cà rê cho con. Quý biết hớt tóc cà rê không? Tức là phải có cái cao ở trên rồi thấp ở dưới, phải không? Cao trên như cái mũ vậy đó rồi xuống thấp dưới. Thầy cũng biết vậy, hớt tóc cà rê là như vậy. Nhưng mà đưa cái lược lên không biết cái hớt xong hồi cái nó có lồi chỗ lõm. Cái nó xấu quá, cái thầy nói thôi con lỡ rồi, thôi giờ thôi thầy hớt luôn cho rồi, hớt trọc lắm luôn. Cái ngày hôm đó đó bị ông già, ông thấy bà già thấy cái đầu trọng lóc chửi, tại sao mà đi hết cái cục vậy. Cái ông nói già con không biết nữa, bữa nay con định lên nhờ thầy hớt sự gì đời mi cua thôi, nhưng mà thầy hớt lộn sao thành vậy đó. Cái ông nói trời trời, sao mà thầy mày không đi vô tiệm mất tóc hay hớt mà đi nhờ ông thầy chùa hớt.
Dạ, thì có lẽ từ hớt tóc lộn mà ổng vô chùa tu luôn đó. Và thiệt thưa quý vị, rồi từ đó rồi thì ba mẹ không cấm nữa. Cho nên mỗi ngày sáng đi học ở trường, lúc đó còn đang học ở trung học, đệ nhất cấp, rồi vô đệ nhị cấp. Hai thầy trò cứ ổng vô học rồi buổi trưa ổng về ăn cơm với thầy. Xong cái nấu nồi cơm để lại chiều cho thầy ăn, chiều ổng học ra, rồi tới ổng ăn cơm. Ăn cơm thở, tụng kinh cho tới tối, rồi mới đi về nhà. Mà lúc đó ba mẹ không còn rầy nữa, lúc đó ba mẹ đã đỡ rồi, có lẽ nhờ người cô nói đó. Thành ra cho nên duyên lành thầy trò từ đó như vậy. Thì thưa quý vị, nên nhớ đến cái ơn Phật, mà thật sự Phật pháp nhiệm vụ lắm. Ngày xưa ngài Trần Huyền Trang đi Tây Trúc thỉnh kinh, ngài đọc được một cách nào ngài thấy quý vô cùng, quý lắm, mà càng quý thì càng nhớ ơn Phật. Cho nên ông tiếc gì phải mình sanh nhầm cái thời mà được gặp chính Đức Phật nói ra, tức là từ kim ngôn của Đức Phật nói ra thì hay biết mấy. Đằng này giờ mình gặp lại kinh sách mà đi lượm lặt từng câu từng bài, khổ sở quá. À, cho nên ông mới thốt lên một cái bài kệ: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tôi tạm dịch cái bài như thế này: Phật còn tại thế con còn trầm luân, nay được thân người Phật mãn phần, thương thai thân này nhiều nghiệp chướng, chẳng được diễn kiến Đức Phật kim thân. Phải không? À, thì ơn Phật lớn như vậy đó, đã trải qua vô lượng vô số kiếp thực hành Bồ Tát Đạo, và ngài còn hiện thân khắp nơi nó để độ mình nữa đó. Như tôi nói, một cái người thân trong gia đình đi tu đó là độ cả gia đình, phải không? Rồi một người bạn lữ của mình cũng có thể là Phật hiện thân đó. Tự nhiên người bạn rủ mình đi chùa, tại sao không rủ vô casino mà rủ mình đi chùa? Người bạn đó là Bồ Tát đó quý vị, Bồ Tát hiện thân của Phật đó. Thành ra chung quanh mình nhiều Bồ Tát lắm, nhiều vị Phật hiện thân lắm, cho nên mình càng thương Đức Phật. À, rồi đến pháp. Cái giáo pháp kinh sách mà ngày hôm nay mình có được như vậy thì mình phải nói may mắn vô cùng. Cho nên phải biết trân trọng nha quý vị. Hồi xưa mà tôi nói kinh sách đem qua khó khăn như vậy đó, mà khi mà đem qua đây rồi dịch thuật ra, mà ta xem đôi khi người ta cũng lơ là, coi không có ra gì. Ngài Nghĩa Tịnh buồn lắm, mới than lên một bài kệ. À, ông than lên, ông mang kinh sách từ Ấn Độ về mà, ông là người Ấn Độ mà, Nghĩa Tịnh là một người Ấn Độ. Ông đem qua rồi ông dịch sang tiếng Hoa cho người Hoa xem, mà người Hoa cũng coi thường. Cái bản văn của ngài dịch sau này là được nhiều người đọc lắm đó. Ừ. Thì thưa quý vị, ngài mới thốt lên câu nói như thế này: Tấn tệ lương đường đại giang, cao tăng cầu pháp ly trường an, khứ gia thành bách, khứ nhân thành bách quy vô thập, hậu giả an tri tiền thế nan. Lộ viễn bích thiên duy lãnh kết, xa giá nhật lực bị nan, hậu hiền nhữ vị am thử chỉ, vãng vãng tương kinh dung dị khan. Đó là cái bài thơ mà ngài Nghĩa Tịnh viết để than cuộc đời này Phật pháp sao nó đến cái hồi mạt hay sao mà kinh sách người ta không muốn, nó coi thường, mà trong khi đó các ngài quý biết chừng nào. À, mổ thịt ra để mà đem cuốn kinh nó qua đây về mà cũng coi thường, cho nên ngài buồn quá mà than. Thì cái bài đó được Thượng Tọa Minh Quang của mình dịch hay lắm. Mình dịch như thế này: Tống tấn tề lương đến đại đường, cao tăng cầu pháp bỏ quê hương, đi trăm về chỉ vài ba vị, phần nhiều gửi xác lại bên đường. Ngày đêm
giá, trời thăm thẳm, sương khói mịt mù lực khó đương, hậu hiền các vị, ai hiểu được, xem kinh sao nghĩ quá tầm thường. Đó là cái bài kệ của Thiện Cận Minh Thanh. Mà thiệt, hồi lúc tôi còn ở Việt Nam đó, tôi cũng biết kinh lắm. Lúc đó mình được Hòa Thượng Trí Tịnh dịch và một vài vị khác dịch thôi, như là Hòa Thượng Viền Dung dịch kinh Thủy Sáng, rồi một vài vị nữa dịch kinh Địa Tạng, nhưng mà bản chính là thường thường là của Hòa Thượng Trí Tịnh. Nhưng mà dịch chưa đủ quý vị, cho nên mỗi lần mà có dịch một bản mới thì in ra, thì lớp tăng sinh trẻ của thầy đã quý lắm, được một quyển kinh như vậy quý lắm, đem về bỏ trong tủ mà mỗi ngày xem, đọc tới đọc lui như vàng ngọc vậy đó. Quý lắm. Thành ra cho nên bây giờ mà thấy nó thênh thang như vậy, chỉ sợ người ta coi thường. Bởi vì muốn xem kinh sách mà mình ao ước muốn thì nó mới quý, phải không quý vị? Còn nếu mình thấy nó nhiều quá rồi là cái đó cũng là ngại. Nhưng mà tôi muốn nói với quý vị là những người có duyên xuất gia thì nên thấy đó là một duyên may mắn của mình, với cái nhìn tích cực, đừng có cái nhìn tiêu cực. Vậy nha, thấy cái duyên may mắn của mình. Và mừng nhất hôm nay đó là thấy các vị nam đi tu đông năm rồi. Mấy năm trước leo que có mấy người thôi, năm nay thấy ngồi hai hàng đầy chật hết trơn. Dạ. Thì như vậy chứng tỏ chúng ta là những người có cái duyên lành. Duyên lành lớn lắm. Vì vậy mà bây giờ chúng ta ngồi đây trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, phải không? Có quý thầy, có quý cô, có vị xuất gia nam, có vị xuất gia nữ. Cho nên mình thấy cảnh đó mà mình ráng tu nha quý vị. Thì tôi xin đọc tiếp tục một cái bài kinh nữa, là bài kinh Hạnh Phúc. Bài kinh Hạnh Phúc quý vị có nghe chưa? Dạ. Thôi tôi thuộc đường khúc, đọc cho vị nghe khúc đủ rồi. Dạ. Chúng con một trong phút giây hiện tại, bao bọc bởi tăng thân, thấy mình thật may mắn, sanh ra được làm người, sớm gặp chánh pháp, hạt bồ đề cứ thẩm, lại có duyên được sống gần gũi với tăng thân, năng lượng của tăng đoàn, giới luật và quy nghi. Giúp cho con không lầm lỗi, không bị nghiệp xấu đẩy, đi về nỗi tối tâm, là được gần bạn hiền, trên con đường chân thiện, có ánh sáng của Phật và Bồ Tát. Nếu không có Thế Tôn, nếu không có giáo pháp, nếu không có tăng đoàn, làm sao con có được hạnh phúc ngày hôm nay? Cho nên mình có được hạnh phúc đó, mình phải biết trân quý và cố gắng gieo trồng tiếp tục nha quý vị. Bác quan trai thôi mà còn được sanh lên trời đó, là của cái vị trưởng giả tử đó, công tử đó. Khi mãn, xin lỗi câu chuyện này tôi nói đang nửa chừng không hết, là An khi vô ban thông điệp cho cái ông trưởng giả tử đó rồi, tức là ông công tử đó rồi, trở về gặp Phật, ông mới bạch Đức Phật là ông đó có phước gì mà đời nay được Đức Thế Tôn chính ngài nhắc nhở. Thì Phật nói rằng ông đó trước đó từng gặp Phật, từng gặp pháp, từng gặp tăng, nhưng mà vì bây giờ kiếp này giàu quá quên tu đó,
Nhưng mà bây giờ nhà ông tu một ngày một đêm á, bác quan trai, cái người vốn có phước sẵn rồi, cái tâm nó rộng rãi rồi, cái tâm nó phát rồi, mà bây giờ bỏ cái ăn chơi thôi thì cái tâm đó vẫn còn. Nếu phát bồ đề tâm tu thì người đó mau đắc quả. Cho nên tại sao người ta nói ông vua đi tu mau đắc quả, còn cái người nghèo khó thì khó đắc quả là bởi vì sao? Bởi vì cái người nghèo phát tâm lớn khó, phải không? Cứ nghĩ miếng ăn thôi, làm sao cho no đủ thôi. À, cho nên vì vậy mà nếu chúng ta mà phát được bồ đề tâm thì người đó phải có cái tâm quảng, quảng đại. Thì ông này cũng vậy, là một người trưởng giả, một người giàu có, và trong quá khứ đã từng có gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, cho nên lòng quảng đại, phát tâm một cái, tu một ngày một đêm mà sanh lên cõi trời, rồi xuống cõi người làm con của vua, sanh lên cõi trời làm con của trời, vua trời, lên xuống 7 lần như vậy là một con người, rồi đi xuất gia chứng quả A-la-hán. Đó, trong kinh có kể công đức của một người đi thọ bát quan trai một ngày một đêm. Nhưng mà người đó đó gặp Phật trong tiền kiếp rồi. Còn chúng ta thật sự chúng ta đâu biết được mình có duyên trong tiền kiếp đã từng gặp Phật, phải không quý vị? Phải không? Nhưng mà bây giờ tại vì mình ham vui quá, còn yêu mến trần gian quá, phải không? À, giống như câu thơ, tôi nhớ một câu thơ của một người, họ viết là: người ơi phải biết cảnh phù vân, đạo đời đôi ngã cần phân rõ, khéo chọn cho hai trong một lần, cuộc đời như là phù vân. Thật sự ra quý vị thấy không, hoa nở rồi nó tàn, cuộc đời con người, cái sắc nó có, cái địa vị nó có rồi cũng nó mai một, có phải vậy không? Nó tàn úa thôi. Thì cái gì tồn tại? Cái tồn tại đó chỉ là cái phước đức hay là công đức mà thôi, phải không quý vị? Cho nên vì vậy mà chúng ta nên nhớ là chúng ta nên gieo trồng cái phước đức vô lậu, hay gọi là phước đức vô tướng nha. Phước đức vô lậu vô tướng thì chúng ta sẽ thọ hưởng mãi. Cho nên Đức Phật là người tu cái nhân đó. Thì bây giờ trở lại vấn đề, quý vị biết là khi chúng ta đi tu là chúng ta phải nghĩ đến vấn đề làm sao để chúng ta đắc thành quả Phật, hay ít ra cũng thực hành Bồ Tát Đạo để cứu độ chúng sanh, để giúp những người thân của mình, trong đó có gia đình, có cha, có mẹ, phải không? Có anh chị em, mà trong nhiều kiếp thì mình có vô lượng cha mẹ, vô lượng anh chị em, vô lượng những người thân yêu như vợ, chồng, con cái, vân vân. Họ còn trầm luân trong biển khổ, mà một người biết tu thì nên cứu độ, phải không quý vị? Nếu mình biết tu, mình phải cứu độ những người thân yêu đó. Cho nên mình chưa làm được thì mình phải thấy hổ thẹn những điều mà mình chưa làm được. Cho nên thưa quý vị là hôm nay nói đến ơn Phật, nói đến ơn Pháp, nói đến ơn Tăng, ba cái ơn đó là vô cùng quan trọng, vì giúp cho chúng ta trên con đường tu tập giải thoát. Còn ngoài ra còn những cái ơn nữa, mà có lẽ đêm hôm nay không có đủ thời giờ để nói đến cái ơn của cha mẹ, ơn của chúng sanh đâu. Còn thì giờ không? Bây giờ mấy giờ rồi? Nửa tiếng nữa hả? Ok, còn nửa tiếng, cũng hy vọng đã. Thì thưa quý vị, như vậy thầy xin nói tiếp là ơn của cha mẹ. Ơn của cha mẹ sanh thành dưỡng dục mình đến ngày mình khôn lớn. Cha mẹ đâu có đòi hỏi một cái điều kiện gì đâu, miễn mình có hạnh phúc thôi. Mình có ra đi xa bỏ cha mẹ 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, ba mẹ mình cũng không bao giờ trách cứ, mà lúc nào con mắt cũng theo dõi mình, coi mình có hạnh phúc không. Vì hạnh phúc khi thấy con cười, no lòng khi thấy con đời ấm êm. Vậy mà mình có bao giờ mình ngoái đầu nhìn lại đâu. Cho nên nhà thơ Đỗ Trung Quân có một bài thơ mà tôi nghe tôi xúc động lắm, mà hình năm nào cũng cứ ngâm, mà quý vị cứ đòi tôi ngâm hoài. Thôi giờ xin ngâm cái bài thơ đấy ha. Dạ. Hổm rày hết energy rồi. Thành ra thôi ngâm được chừng nào thì lấy ha. Dạ.
Tôi sẽ không đợi một ngày kia, khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Bởi dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ. Thấy không? Hơi ngắn ở đó. Tôi khắc hoài trước thời gian khắc nghiệt, chạy quay cuồng theo tuổi mẹ già nua. Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn lên, mẹ mỗi ngày thêm già côi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Con sẽ không đợi một ngày kia, có người cài cho con lên áo một bông hồng thẫm, mới thàn thốt nhận ra mình mất mẹ. Mỗi ngày qua mẹ còn đỏ như đang cài cho con một hoa hồng thắm. Hoa đẹp lắm, cỡ sao lòng hoảng sợ. Ta ra đi 10 năm, 20 năm, 30 năm xa vòng tay của mẹ, sống tự do như một cánh chim bằng. Ta đã làm thơ cho đời và cho ngưỡng tình dấu, nhưng có bao giờ ta làm thơ cho mẹ ta không? Có những bài thơ chất ngất trong lòng, đau khổ chia lìa, buồn vui hạnh phúc. Rồi có những bài thơ dầm nát trái tim ta đọc ác mưa. Nhưng đêm đêm về ta vẫn cứ làm thơ, ta quên mất thềm xưa, bóng mẹ vẫn ngồi chờ. Giọt nước mắt già nua không còn ứa nổi, ta mê mải theo bàn chân rong ruổi. Đôi mắt mẹ già vẫn thầm lặng dõi sao lưng. Khi gái đời đắm ứa máu bàn chân, nhưng mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại. Ôi mẹ già cách xa ta đến thế, sao ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên. Rồi một hôm có ngày ta dừng chân trên phố, ngã nón đứng chào xe tan qua ngõ. Ai mất mẹ, lòng ta bỗng hoảng sợ. Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình? Thôi thì bài thơ này con xin thắp một bình minh lên đời mẹ bao năm trường tâm tôi. Bài thơ như một nụ hồng con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới, sẽ tới bên con. Hết. Đó là ơn, đó là tình thương, đó là những gì thiêng liêng nhất trong cuộc đời của một con người. Mình thấy không? Vậy mà mình quên đó quý vị, mình quên. Rồi cha mình nữa. Có những lúc mình ra đi, mình nhớ hồi còn nhỏ ở nhà, mình lười biếng, mình bỏ học, bị cha mình đánh, cha mình đuổi, cha mình giận tới bây giờ vẫn không nguôi. Cho nên có một bài thơ cũng nói lên tình cha.
ơn cha như núi Thái Sơn dài con từ thuở cô đơn vào đời. Tình cha như ánh mặt trời chói chang nóng bỏng những rạng người yêu thương. Cha luôn dìu dắt chỉ đường, mong con tìm được bước đường tương lai. Con nào hiểu được cha ơi, mỗi khi phạm lỗi cha roi cha đòn. Nay con đã lớn đã khôn, lời răn cha đó vẫn còn trong tâm. Bây giờ cha đã xa xăm, nỗi đau để lại tim bầm ruột ở gan. Cúng cha con thắp nén nhang, cầu trên Đức Phật dâng đàn cha đi. Thường thường mình chỉ đợi khi nào ba mình mất, mẹ mình mất rồi thì mình mới thương, mình mới nhớ. Cuộc đời nó có nhiều cái quái văm như vậy đó quý vị. Cho nên tôi cũng may mắn nhờ đọc được những cái bài thơ tương tự và nghe được những cái lời nhăn nhắc của các bậc thầy tổ mà tôi sớm với cha với mẹ. Thành ra những năm mà ba mẹ còn ở Việt Nam mình có cơ hội được chăm sóc. Mình về nước 40 năm rồi, ba mẹ mới qua đây được 20 năm. Thì từ ngày ba mẹ qua, tôi thấy rằng đây là cơ hội ngàn vàng để mình về thăm viếng. Mà đặc biệt là đối với Phật dạy đó, thì cái người con đi xuất gia đó đâu có tiền bạc của cải gì, nhưng mà cái lời an ủi, cái lời nhắc nhở cha mẹ mình tu nó quan trọng lắm. Thưa quý vị, dạ. Cho nên quý vị mà nhiều khi không có tiền, không có bạc, cái điều đó không quan trọng đâu. Thật sự ba mẹ của mình quan trọng nhất là cái tình hiểu biết thương yêu của mình đối với cha mẹ. Cảm thông hiểu được cái nỗi khổ, cái nỗi nhớ nhung của cha mẹ, rồi mình biết về mình an ủi. Cho nên sư ông Nhất Hạnh có một cái bài hát, quý vị thấy không? Mình về chỉ cần gặp ba mình, gặp mẹ mình đó. Mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không? Một câu nói như vậy thôi làm cho mẹ cũng đã mát lòng rồi, phải không quý vị? Nhưng mà mình có nói được chưa? Hay là mình đợi tới cha mẹ mình lên bàn thờ rồi mới về thắp nén nhang, phải không quý vị? Nhưng mà cũng có một người hãnh diện. À, khi cha mẹ còn sống, mình vẫn làm được những gì theo cha mẹ mình dạy. Đó là một bài thơ Lằn Roi của mẹ. Xin ngâm tiếp cho quý vị nghe. Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi, mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời. Roi đã im lặng, con không khóc, chỉ thấy mẹ hiền nước mắt rơi. Nhớ lại roi là nhớ người, chờ đợi trăm cành có gì vui. Thế gian quốc lằn roi cay nghiệt, đâu có roi mềm như mẹ tôi. Phải chi lại có lằn roi mẹ, roi đời không quất đến tạ tơi. Thèm mẹ, thèm cây roi thơ âu, roi vẫn còn đây mẹ vẫn rồi. Nhìn lên ảnh mẹ vui, nhớ lần roi mẹ nhớ khôn nguôi. Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn, tạ ơn
rồi mẹ dựng nên người. Đó là bài thơ mà Hương không biết tác giả, nhưng mà thơ nó cũng làm cho mình, ít ra mình cũng đã làm được khi mà cái làn roi đã đánh cái dấu hằn vào ở trong đít của mình. Nhưng mà nhờ cái làn roi đó mà mình khôn lớn, mình biết theo con đường chân chính, xây dựng sự nghiệp tương lai cho mình, để mà ngày hôm nay mình có được hạnh phúc, có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Cho nên thưa quý vị, có rất nhiều những bài thơ nói về cái ơn nghĩa sanh thành, đọc không biết bao nhiêu bài thơ nào hình như cũng hay. Thầy Hòa có một bài thơ hay lắm. Bạc phơ từng sợi nhỏ, vì thương con mẹ phải trẻ làm người, trong cô quạnh suốt cuộc đời của mẹ, tương lai niềm mơ ước của người. Có lúc mẹ rầy la mắng chửi, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Trời đang ấm, sao lòng con buốt lạnh? Dù hôm nay con đã lớn khôn rồi, con chẳng hiểu, cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi, đời vĩnh viễn đơn côi. Dạ, đó là bài thơ để cảm nhận. Cho nên mình làm sao mà mình không nhớ ơn cha mẹ, và mình không cảm nhận được cái bất hiếu của mình, thưa quý vị. Mà càng bất hiếu thì như trong kinh Vu Lan đó, các thầy, các ni sư đó, sư cô đó, khi nghe Đức Phật nói kinh Vu Lan rồi nói kinh gì đó, phụ mẫu báo trọng ân đó, đã dập đầu sám hối đến chảy máu đó, để thương tiếc, để hối hận vì cái bất hiếu của mình. Cho nên bây giờ mình may mắn, nếu còn mẹ còn ba thì quý vị nên đền ơn đáp nghiệp lúc bây giờ đây. Bây giờ là cơ hội ngàn vàng trong những giờ phút cuối đó quý vị. Và cái điều thứ hai nữa, Đức Phật nói không có một đền ơn nào cao cả và được trọn vẹn bằng ơn nghĩa của một người đi xuất gia độ cha mẹ đi tu. Nha quý vị, nên nhớ nha. Dù quý vị là người xuất gia có 10 ngày, nhưng mà vì là xuất gia rồi đó, phải không? Đã từng xuất gia rồi đó, xem như một kiếp, 10 ngày như một kiếp của mình đi, phải không? Rồi mình trở về thế gian giống như mình trả nợ thế gian đi. Trả nợ xong rồi quay trở lại cái kiếp khác, xuất gia. Thì kiếp này nhớ ơn của mẹ, nhớ ơn của cha, thì phải làm sao độ được những người cha, người mẹ mình biết tu. Vì cha mẹ mình biết tu, cha mẹ mình giải thoát thì mình mới hết nợ. Còn cha mẹ mình còn trầm luân trong biển khổ thì ngày đó mình còn nợ của cha mẹ mình. Thưa quý vị, cái nợ đó Phật nói, nếu chúng ta mà còn không nhận biết, mà chúng ta còn hỗn hào, bất kính đối cha mẹ nữa, thì tội đọa địa ngục chứ không phải thường. Cho nên làm người con Phật, phát Bồ Đề tâm, thưa quý vị, đi theo Phật xuất gia, học đạo cầu giải thoát. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên, trên bước đường cầu giải thoát, chúng ta phải nhớ đến tất cả các ơn. Hôm nay chỉ nói đại khái có mới ba ơn thôi, mới nói bên ba ơn thôi. Và chắc có lẽ hôm sau thầy sẽ nói tiếp bảy ơn còn lại trong cái buổi tới. Một lần nữa cảm ơn thầy quý vị. Và thầy cũng luôn luôn mong mỏi và cầu chúc ơn trên Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn Bồ Đề tâm kiên cố, không bao giờ thối chuyển nữa trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tâm